đọc cái gì ạ? Đọc kết quả cuối. Tí về cuối anh sửa tích mà. Vẽ xong rồi anh ạ. Bắt đầu này. Yo. 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 Chủ đề gì ạ? Đồ vật ạ? À? Đồ vật mà lạ đấy. Đồ vết một câu là sao? Đồ vật con vật đấy. Là anh muốn cái đồ vật đấy là cái gì anh Hiếu? Anh biết vào đây. Mày muốn mọi người vẽ gì ấy? Dễ vãi cứt ra thề. Này dài quá có sao mà. Không sao đâu. Ok nha bố bê không? Không biết anh cái gì đấy. Cái gì? Đoán được. Khen hay. Cái táo. Thôi cái gì đây? Cái đen đây. Phải cầm lên. Ủa? À, khó thế. Đây là cái gì? Ai viết chưa xong ạ? Khó thế. Đi ai viết chưa xong sao? Ôi giời ơi. Cái này đúng không ta? Thế nhờ. Ok. Đấy, dễ thế này chắc chắn là hiểu luôn này. Chắc chắn hiểu luôn. Đúng vậy. Chắn là hiểu luôn này. Hello? Ui, thế ai vẽ cái này hợp lý thế nhở? Cái này tao lồng mắt cái gì đấy? Là sao? Kéo gì ta? Này. Ủa? Vật luôn rồi nhỉ? Đồ vật con vật. Cái này là sao? Này là cái lồng gì? Ừ. Anh em biết vẽ cái này luôn á. Ai vẽ cái gì vậy? Xong này. Để thử ra. Ba mời phá em vậy ta.
bao đẹp luôn. Y hình cũ luôn. Cũ luôn này. Phải tự sáng tạo lên luôn này. Cảm giác hôm nay là em rẻ là đẹp luôn. Ui. Thề. Đỉnh thế nhở. Độ Picasso. Có thế. Chưa cả xong mà. Kiểu gì luôn ạ. Đây. Ồ, cái gì đây? Tao vẽ cái. Trời ơi. The fuck. Ít mẹ vẽ xấu vậy. Vậy thằng nào vẽ xấu thế nhở? À, chắc chắn hình này là thằng bô vẽ luôn. Là em. Éo ra một cái gì luôn cái thề mày. Chết mẹ rồi. Anh nghĩ cái gì vậy? Ok, y chang rồi á. Kiểu thế nhờ. Vậy y chang là đâu nè. Xong này. Xong này. Chết luôn. Mẹ lắm, dễ khác gì. Xin lớp 1 chơi. Xong. Ui. Ủa gì đây? Fuck. Ủa kìa. Thằng heo. What? Cái đéo gì như này? Khó gì đây? Trời ơi. What is this? Fuck. Tin đấy người ơi. The hell is it? Cái nào không biết vẽ lại đi. Đúng vậy. Ui da, anh cất rồi. Còn như là vậy đúng không ta? Quên mẹ luôn cái hình như nào rồi ạ. Mm-hmm.
Ủa Ali có đang nghe không? Ali ơi. Đang vẽ sao ấy? Ôi, đi lên giùm. Quá im lặng, quá tập trung, quá say sưa. Rồi sao muốn tự đấm vào mắt mình nữa? Khó thế nhở? Thì cái này là thế đéo nào nhở? Nhiều cái như là hành động. Mọi người không nghi đồ vật đấy. Khó đéo chịu được ấy. Mẹ tao vẽ đúng như thế luôn ấy. Chắc là không ai dùng hành động đâu. Chắc nó bị trù tường. Ui này anh kiếp dễ chắc luôn này dễ tư. The fuck. Cái gì đây? Cháu không thể dễ. Ai dễ đẹp quá vậy sao dễ theo đây. Trời ơi. Đéo tưởng tượng ra nó là cái đéo gì nhỉ? Không nhá. Đã kịp chạy đái với nhà bùn đái quá. Hình này ai vẽ không dễ hiểu lắm. Sai chỗ nào mà nếu biết mình sai chỗ nào là sao ta? Cái gì ta? À. Cái gì đấy? Là gì đây? Ôi, chết rồi. Quên hình cũ rồi. Anh nghĩ nhờ. Có chứ nhờ. Ôi, tàn hình không biết gì vậy, em làm vẽ lại không vậy? Ấy gì? Khó vãi cả tiều. Nhưng mà cái quạt. Ủa kìa. Đâu ai biết cái này là cái gì luôn mà. Chả ai biết cái này là cái gì. Đeo sống tí nào nhỉ? Yes! Sai ở đâu á?
trai chắc có đấy em. Như cái băng vệ sinh nhỉ. Dễ, hôm nay chủ đề quá dễ. Ôi gì đây? Có tên gì vậy? Leo gì đấy? Cái gì dạ? Buổi anh nghĩ đến tương lai. Thấy chưa? Không có vẻ giống giống rồi đấy. Mày ai vẽ cái gì nè?
Mọi người tập trung thế nhở? Không ai nói với ai câu nào. Sai lắm thế nhở? Nó bị khó quá. Alo. Ủa? Ủa? Vẽ cái gì vậy ta? Ôi dồi. Mọi người tập trung. Mọi người tập trung hơi bị tập trung luôn. Sao tí nữa hồi ra vẽ không ai vẽ giống ai vậy? Chắc cười ỉa. Nhìn giống ta. Chứ cái hình em vẽ không hiểu là cái hình gì luôn á. Đéo nhớ được. Đéo gì nhỉ? Gì đây? Ở gì đây? Cái đéo gì đây? Ê, gì này? Cái gì anh Hào? Trời ơi, cái đéo gì đây? Ôi trời ơi. Ủa đây? Ông mặt trời màu đỏ. What the fuck? Chưa xài bao giờ sao mà biết ta. Không biết đang cầm gì luôn á, em thề. Cái này là màu gì nhỉ? Màu này à? Có vẻ biểu ấy. Đéo gì nhỉ? Hmm.
Cảm ơn ca nhé. Có thể nhanh không? Bây giờ muốn một là nhanh nhanh giải thoát ra được không? Mẹ à? Ra đây chú ạ. Vẽ vai biểu là cái gì luôn. Không hiểu hình đây là anh gì. Ok đó. Alo. Đây là cái đéo gì? Đéo gì đây? Trời ơi. Fuck. Con người gì em phức tạp quá, khó dễ theo quá. Holy fuck. Đã hiểu cái gì luôn ấy. À, mua em... Không, tí cứ xem đi, tao dễ theo thôi. Mấy hình khó quá anh dễ đéo được thề. Chịu. anh vẽ hết tất cả các hình khó rồi. Không, để mà tí xem thôi. Em chịu mấy tấm hình đó luôn ấy. Tao đéo hiểu nó là cái gì luôn ấy. Khó vãi lìn thề. Thề có ai còn quá cái gì. Bánh hổ chấm heo nước mắm nữa lại. Bậy ca mưu. Có gì em giả bậy mà người thông cảm. Nó trời nó khó quá. Huy Huế rồi. Ây da. Bánh hổ chấm nước mắm chỉ có thằng Huy Huế thôi. Em nghĩ anh Ben cơ. Ông đi. Lâu nữa nhở? Thời gian trôi chậm thế nhở? Nhanh nhanh giải thoát tao cái đi. Có cái liền đây. Sợ lắm rồi. Có quá từ khó quá. Không biết vậy em dễ theo em. Kiểu nhưng mè đen với lại vỏ chuối này hơi héo hay sao màu cam này. Nó giống nhất có thể luôn. Xấu quá. Thầy nghĩ sao ấy, thầy dễ xấu quá. Không biết tao còn đéo hình dung ra là cái gì cơ mà. À, anh tài mày đi rồi. Gì luôn. Dễ theo thôi là được. Ồ, em dễ theo rồi, em chịu. Ừ, dễ theo thôi. Sao chứ, ông mặt trời. Thôi đến tận cuối rồi mọi người. Cuối chưa. Cuối rồi, 13, 14 rồi này. Nếu nhớ được thì không biết phải không, chạy đái phát thì nha. Có bố béo chưa ăn bánh hỏi thử của tao mà ai về cuối mà đoán được cái món này quẹo. Chút xíu lên. Hả? Em chưa ăn bánh hỏi thịt heo cháo nước mắm bây giờ. Nhưng mà dễ đó, dễ sao em trai dễ miếng thịt heo như thế nào? Mà chấm nước mắm làm sao? Đâu phát. Dạ, dễ miếng thịt xong để con heo.
Nó ngon phải biểu tệ. Thế là ăn rồi chứ còn ai nữa. Con vật đồ vật. Hỏi đây. Con vật đồ vật thì anh cho tôi bánh hẩu vô đây không hiểu luôn. Con vật đồ vật nhưng có cả cái vệ xí cơ mà. Ồ, cái mẹ ảo kìa. Ảo thật đấy. Có ham còn dậy đánh nhau nữa. Hiểu hiểu. Không ai vẽ cũng ngao nhỉ. Có ngao luôn. Thôi xong rồi, độ hô quá vậy em độ. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái miếng quẹt ba tiêu à. Trời ơi. Gì này? Không hiểu thằng nào vậy. Gì ta? Gì đây? Cái mô tả cái hương rồi nhỉ? Cắm lại cái này rồi. Nó là cái gì? Nó là thế này đúng không? Đã tới lúc rồi. Thế ra cười à mọi người. Ôi, không như em đang giải lại không đấy. Được kìa, bắt đầu nhá. Có công rồi. Ok anh ơi. Gì đây? Đây. Bao thuốc lá. Ủa kìa. Ủa đúng không? Có kìa, cái này phải bấm hiển thị à? Có mà. Cái gì có? Manbro địt con. Trời ơi, em biết về cuối như nào. Manbro còn Z nữa chứ. Em có thuốc bao giờ đâu, em dễ đại. Có thuốc mà đi. Ủa lợn vẽ trông đẹp phết nhờ. Thuốc chiều tượng là ơi. Trời ơi. Con nghẹp quá. Em vẽ vô trách nhiệm vậy. Vẫn biết mà anh đem thề, vẫn biết có đúng. Đó. Đây đây. Đẹp à. Anh ú là cái gì? Ui. Ui, Ali vẽ đẹp phết nhờ. Ôi tội là đổi mẹ hạn thuốc rồi còn đéo nữa. Ba. Chả bụi thằng cháu. Ba. Có mà, 5 mới kia 333 thôi mà. 555 mà. 555 mà. Qua số rồi, 333 vậy. 333 là bia rồi. Em đã qua bia rồi. Mày có cái hình dung ra đây chú ạ. Chả hiểu như mỗi ông vẽ hút điếu sao thấy hết vơi dần nhỉ. Xài vãi bìu. Ui, Quang vẽ có tâm thế nhỉ. Bao thuốc lá. Ôi đỉnh. Đúng đúng rồi. Đúng rồi. Rồi xong anh Ben ra đề thì vái cà bì. Ben. Guitar. Có á. Có guitar hả? Ủa? Có guitar hả? Sao không thấy? Sao không thấy ta? Sao vẽ là nhìn phát hiểu luôn nhá. Quả đấy em bị đau mạng, em không thấy hình. Cái gì con mẹ. Trời ơi. Trời ơi. Đấy thì mẹ Alicia Mel vết vẽ như này, tôi chẳng phải vẽ như này sao? Mẹ giống hệt luôn. Mẹ mà ở trên mọi đấy. Người vẽ y chang mà. Con vẽ lại giống hệt chú ấy. Con vẽ đi lại mày luôn mà. Lạc đề từ đâu ấy à? Vô vẽ. Từ thằng bô chứ thằng nào. Từ thằng đẹp. Mẹ đẹp đấy. Sau cùng lòng nhiên. Con khủng long nghiêng là cái đéo gì hiếu. Con khủng long nghiêng nghiêng đi giống khủng long mà nghiêng nghiêng mà. Trời ơi. Đầu khủng long mà nhìn kỹ đi giống cái đầu long mà. Mẹ quả đi bài vãi cứt rồi. Đéo đâu là đéo đó. Cái gì vậy? Mẹ ơi, cái cung quả này cái cung quả này cái cung quả này. Không hiểu. Không hiểu gì mẹ cái nỗi này. Tao mẹ theo luôn nhá.
Mày cái nổ gì lạ vậy? Cái ông ấy. Tại sao có hai hai vợ chồng nữa? Cái cung rồi. Cái nổ nó ở trên mà. Thôi xong từ quá xong nữa đi. Mày vẽ thằng này sao dái to vậy? Bắn cung này cứng dái lên là nhéo. Cái nó là dái rồi. Cung càng càng nhỏ dần đấy nhở. Trong cái bia của thằng nhịn nó vẽ trông giống con Among Us vẽ luôn. Ôi mất mẹ người rồi. Thầy đúng rồi em. Em một đào lên đây đái thôi em vào không vẽ người đâu anh ơi. Em chỉ sao chép thôi nhé, em không biết gì hết. Đó là một đái không kịp vẽ người. Đấy, kia là chữ D rồi. Ui đỉnh của nó đấy. Không người đâu. Nghe cái thằng bô này. Thằng chú. Nhạc lạc đề mà. Cây cung. Vậy. Cái nó cái cung đúng không? Đúng không? Này là tí anh nhìn cái quả bánh hỏi heo quay mới phải luôn. Bánh hỏi thịt heo chấm nước mắm. Ôi trời ơi. Ôi mẹ nó cả mình cái con vật đéo đâu. Bái cả mình. Nghe cái nào. Trời đấy vậy sao. Cái này xong xong không tạc à. Ủa. Tạc mẹ rồi. Em nhớ có cái này đâu nhở. Vẽ như biểu. Cái này là cái gì vậy. Vẽ như biểu ấy. Không nhớ cái gì. Tạc ra đề rồi. Tạc ra đề rồi. Hình như vẽ. Ủa theo mọi người vẫn vẽ giống nhau được đỉnh vậy này chưa? Không biết vẽ gì đâu anh. Cái gì phải cầm bìu ra cái này là của bạn à? Thì tôi vẽ giống thằng nếp mà đi mẹ. Thì em vẽ giống đi mà. Bồn tắm. Phải cả cướp thật. Mẹ ông quả đề vãi đái. Bánh hỏi cái quạt. Quá. Có cái quạt ta. Có quạt. Clip cơ. Trời ơi. Trời ơi. Cái quạt này nó đổi chủ đề luôn à. Em nhẹ giống mà. Làm sao em làm sao? Em làm được. Quạt mà vẫn là cái quạt mà. Em biết đó là cái quạt rồi. Quạt. Mẹ ông nhạc cứu với đại tê. Đây mới tay cầm vô. Ui. Ui. Tay vẽ đẹp thế nhỉ. Công nghiệp quá, thời kẻ thẳng kia. Ê, đấy, tốn ra như thế mà. À, chuẩn chuẩn này, có dấu chuẩn. Ui giời ơi. Mặt mà đi, nhìn cân của mày. Mặt mà đi. Ngầm mà sao không có được. Quạt đốt chè là sao? Quạt ba tiêu cua con. Đấy. Đồ quạt phải mua chứ anh. Nhau cưu được. Để... Ai đây, ai đây? Xe máy. Quá? Xe máy à? Là cái gì nhờ? Quá lớn. Hình như thành cái bàn trượt rồi sao? Xe máy cho anh, đây vẫn là cái xe máy đúng không mọi người? Đúng rồi. Xe máy. Cô mẹ lại thằng bu ngu rồi thề. Lại thằng bu ngu rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi mẹ từ ra là bà mẹ. Ôi mẹ theo ạ. Thằng Bino nó nhẹ gì hết à. Xe đéo nữa. Ha, chim phải đẹp thế. Bắn deep rồi. Vẫn hiểu. Mẹ trông như kiểu con cu có bánh ấy nhở. Xe máy mà mọi người. Đúng xe máy. Ván trượt. Đoán đúng rồi đấy bố ạ. Sai từ thằng nào ấy nhở. Nó là cái bánh trượt. Sai từ thằng Ben ạ. Thầy phê đất. Gì đây? Kem hộp.
Thế Len là cái gì? Chắc là thằng Ben này. Thằng Ben này. Thằng Ben này. Ôi tao vẽ theo đúng mày luôn ý. Ôi ý hết em là. Em mày mong. Chết mẹ, sao mong phải cá hồi không ta? Môn là cá hồi. Cá hồi đúng rồi. Đúng rồi, tuna là cá ngừ. Cá hồi. À, xem lên luôn. Ok à, thằng này từ hộp tròn sang mẹ hộp vuông rồi. Hộp cá hồi. Kem mình hộp cá hồi à. Gì đấy? Con tê giác. Ủa, sao rồi? Mày con tê giác sao? Tao nghĩ mày biết là con tê giác. Ủa, đẹp quá. Đẹp vai đài á. Hồi là con quỷ luôn mấy bên. Trời ơi. Tôi vẽ theo thằng Ben ạ. Tê. Cay vậy. Ben dễ ăn mà. Trời ơi. Đã lâu rồi à. Đã tin mẹ rồi. Thì quỷ đầu trâu mặt quỷ. Mặt quỷ cái gương. Ủa có cái gương á? Em vẽ có tầm vai biểu anh ạ. Ui thầy vẽ đỉnh vẽ đài á. Vai lồn để hợp lý này. Ui Ali vẽ cũng đỉnh này. Xem nhớ là dễ nhớ rồi. Em vẽ khổ bơi rồi kìa. Cái này là em dễ theo nhá, em cũng biết tình này. Cũng là cái lịch luôn với sao ấy. Cái lịch hả? Cái lịch đó rồi. Sao á? Một lần là hồn lặng rồi. Ôi kìa. Cái đéo ơi, cái đéo ơi. 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 Ôi, vẽ có hình phức tạp vậy đái luôn tì. Anh có thời gian để ngồi điền số với anh Hiếu. Không phải lo. Tao có quyền lịch thức mà. Happy New Year luôn. Bóp lịch. Bóp lịch. Ôi chỉ cho thầy với Ali vẽ quả hình này dễ hiểu vậy đấy luôn ấy. Đẹp đẹp đẹp. Hiểu mà. Chảy quá. Em tưởng thấy mẻ bơi ạ. Cá hộp. Ủa? 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 Này mới là cá hộp hả? Ok. Kìa. Trời ơi. Cái hộp. Cái hộp mà. Trời ơi. Trời ơi. Xong nó thành người bóc hộp. Ôi. Sao cái hộp vẫn có cái nốt ruồi vậy? Không nhưng mà cá hộp là cá gì ấy? Cá đóng trong hộp chứ. Cá hộp là. Là cái salmon hồi nãy á. Đấy là. Hộp cá hồi anh. Ai vẽ thêm con người theo vậy? Con cá phía trước là đúng luôn. Sao ai vẽ thêm cái nốt ruồi vậy? Hình như nó sẽ thành cái khác hay sao ấy. Không, nó vẫn là cái hộp. Là cái hộp. Không, từ đây trở đi nó bắt đầu thành cái khác rồi. Đấy, nhạc vẫn vẽ là cái hộp này. Chuẩn rồi đấy. Trời ơi. Anh đi thả diều rồi.
Tôi đéo biết nó là cái gì luôn chú ấy. Nó không phải là thả diều đâu chú ạ. Là cái gì? Rút đèn ông sao? Ông sao? Cái này là logo của Atlas. À, nó làm sai từ đầu. Điếu cày. À, ừ. Ờ, cái này cũng dễ, cái này chắc đoán được đấy. Ủa, nó là bô cổ vậy. Em không biết cái này. Ui dồi ôi, mẹ. Điếu cày, cái lọ vãi luôn. Ui, đẹp vậy. Ui. Quả điếu ơi, bằng trúc à, đít mọi người. Ui, như học pháo quá kìa. Ui, vậy y chang. Như cái riêng văn đó nhờ. Sao lại có bông hoa đó vậy? Em vẽ không cái trống kìm. Liên lạc. Tiên La. Tiên La. Thành mẹ Tiên La. Tiên La. Tiên Eo ơi. Tiên La Hoa rồi. Tiên La Hoa. Quay. Đi về cái điều cây vẫn có nốt ruồi là tiền đéo nào bét. Em bị thật vật là thuốc lá cả. Điếu cây bông nhiệt. Bông hoa húa. Mẹ chưa kịp mà. Mày định ghi là hoa gì? Hoa hồng dương ơi. Em đoán là hoa hồng dương. Bông hoa húa. Bông hoa húa. Đúng là bông hoa húa. À thế thì cái này tao đoán rồi. Mẹ tao không vẽ cái này. Cơ đổi mẹ sắc màu hồng. Nhạc đổi sắc màu đỏ mẹ. Tưởng bông hoa bình thường thôi. Thành hoa hồng luôn. Ê, thằng nào vẽ cuối đấy thì mẹ thằng nào vẽ cuối vẽ mẹ thành cái mẹ cây. Vẽ một bông hoa nữa. Mẹ lớn lên rồi. Thật lâu quá. Mình vẽ lâu quá lớn mẹ luôn rồi. Bắt đầu xong thành cái cây rồi này. Trời ơi, cây to thế. Cái mặt trời nó chuyển sang màu đỏ vậy. Trời ơi. Cái này nó càng biết là càng ngày nó càng mập mà. Nào có đây. Cái không biết cái gì. Đầu này là bức tranh thôi. Đi ra đi ra tầng 7 tao đoán là cái gì luôn. Đây mà đây. Miximoy Bisemosis đang chết nghe. Ok à, mẹ đề bài phải là Bill ạ. Thề. Đâu dễ mà. Đây ông kiểu gì? Đây đây là thầy kiểu đã biết gì nào rồi. Cái gì đây? Này kiểu. Này chú không vẽ nốt ruồi này, con vẽ đâu? Thì tao vẽ y hệt độ vẽ gì? Thế buổi to thế. Xem nhá. What the fuck? Đừng quá thôi. Ui dồi ôi. Mày kêu. Mày à mày. Mày kêu. 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 Sao cái biến hóa bên này thế? Đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Ổ khóa. Ui, ôi cái này thì tao vẽ chuẩn vãi đi luôn thế. Cái này chắc là ai vẽ cũng chuẩn này. Ừ. Cái đẹp thế. Ui. Lóc và róc. Khóa và khóa. Giống như túi sách vậy. Lóc và lóc rô. Túi sách lóc và lóc rô. Ô từ từ. Bị đơ mẹ rồi. Vẽ nhiều quá anh ạ. Ok. Lắc. Không có vẽ nhiều quá đấy. Đâu. Được rồi kìa. Đeo. Tự nhiên cái khóa dài lại có nốt ruồi. Cái này dễ. Ừ. Đừng dễ. Cho bạn cẩn thận. Ừ. Tao bảo rồi. Tôi quá.
Bây giờ nó vẽ cái chìa khóa đó. Ủa khóa trông dị vậy này. Có mà anh có cái ổ khóa đấy mà. Tao cái khóa anh trái tim luôn. Mọi người trái tim vui vậy. Ổ khóa. Ai rồi? Đông. Ừ, yes. Phải thế. Rồi. Lâu quá rồi. Tốt. Sao thằng Ben nó top 1 kìa anh. Top 1 này. Sao thật đấy. Vô lý thế nhở. Thôi nghỉ nha. Chỉ đến chơi một ván thôi. Chơi ván thôi. Bầm 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 bầm. Tài vãi cứt. Đau đầu luôn rồi đấy.